Thái sư Trần Quang Khải. Trần Quang Khải sinh năm 1240, mất năm 1294, là con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông. Dưới triều Trần Thánh Tông năm 1258-1278, Trần Quang Khải được phong tước Chiêu Minh Đại Vương. Năm 1274, ông được giao giữ chức tướng quốc Thái Úy. Năm 1282, dưới triều Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải được cử làm Thượng tướng Thái Sư, nắm giữ quyền nội chính. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và thứ 3 năm 1288, Trần Quang Khải là vị tướng chủ chốt thứ 2 sau Trần Quốc Tuấn, có nhiều công lao to lớn trên chiến trường. Trong sự nghiệp quân sự của Thượng tướng Trần Quang Khải thì trận ông chỉ huy đánh tan quân Nguyên ở Chương Dương và Thăng Long, khôi phục kinh thành vào cuối tháng 5 năm 1285 là chiến công to lớn nhất lúc bấy giờ, như sử sách từng ca ngợi. Trần Quang Khải còn là một nhà ngoại giao giỏi. Năm 1281, khi nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Việt Nam lần thứ hai, chúng cho Sai Thung đem 1.000 quân đưa bọn Trần Dĩ Ái về nước. Khi tới biên giới, quân Nguyên bị nhà Trần phục đánh. Trần Dĩ Ái bỏ chạy. Sai Thung được rước về Thăng Long để dùng vào kế hoãn binh, để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với giặc. Lúc Sai Thung về Trung Quốc, Trần Quang Khải làm bài thơ tiễn tặng rất thân, nhã. Đoạn kết có câu viết: vị thẩm hà thời trùng đỗ diện, ân cần ác thù tự huyên lương. Chưa biết ngày nào lại cùng gặp mặt, để ân cần nắm tay nhau hàn huyên. Đối với viên sứ giả hống hách của một nước sắp tràn quân sang xâm lược, thái độ Trần Quang Khải vẫn ung dung niềm nở như vậy. Đó cũng thể hiện một nghệ thuật ngoại giao khôn khéo của ông và con người Việt Nam thời ấy. Trong văn học sử Việt Nam, Trần Quang Khải là một nhà thơ có vị trí không nhỏ. Thơ ông sáng tác có tập Lạc Đạo, nay đã thất truyền, chỉ còn lưu được một số bài. Là một vị tướng cầm quân xông pha khắp trận mạc đánh giặc, song thơ ông lại thanh thoát, nhàn nhã, sâu xa, lý thú. Ấy cũng là cái cốt cách, phong thái của các vua Trần, của người Việt Nam ngàn đời nay. Hãy đọc bản dịch bài thơ Vườn Phúc Hưng của Trần Quang Khải để thấy rõ hơn tâm hồn ông. Phúc Hưng một khoảnh nước bao quanh, vài mẫu vườn quê đất rộng thênh, hết tuyết cho mai hoa trắng xóa, quang mây đỉnh trúc sắc tươi xanh, nắng lên mời khách pha trà nhấp, mưa lạnh sai đồng dỡ thuốc nhanh, báo giặc ải nam không khói lửa, bên giường một giấc ngủ êm lành. Theo Hoàng Việt thì Văn Tuyển. Tâm hồn Trần Quang Khải vừa thoáng đạt, vừa gần gũi, gắn bó với cuộc sống bình dị của đất nước và con người. Nhất thanh ngưu, địch thanh lâu nguyệt, kỳ phiến nông xoa bích lũng vân. Tiếng sáo mục đồng dưới ánh trăng bên lầu xanh, mấy chiếc áo tơi dưới mây trên ruộng biếc. Chùa Giã Thự. Cuộc đời Trần Quang Khải là một cuộc đời sung mãn, khí phách dọc ngang. Vào tuổi 50, Trần Quang Khải vẫn còn viết những câu thơ đầy khát vọng anh hùng. Linh bình đồm khí luân khuân tại, giải đào đông phong phú nhất thi. Chí khí dũng cảm lúc còn trẻ vẫn ngang tàng hăng hái, muốn quật ngã ngọn gió đông ngâm vang một bài thơ. Ngoài bài Tụng Giá Hoàn Kinh Sứ, Lưu Gia Độ, Bến Đò Lưu Gia
cũng là một bài thơ nổi tiếng của Trần Quang Khải, có thể xếp vào trong số những bài thơ hay của thơ cổ Việt Nam. Lưu gia độ khẩu thụ tham thiên, hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền. Cựu giáp giang đình lưu thủy thượng, hoang tử cổ trùng thạch lân tiền. Thái bình đồ chí kỳ thiên lý, lý đại quan hà nhị bách niên. Thi khách trùng lai đầu phát bạch, mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên. Bến đò lưu xa cây cao ngất trời, xưa phò giá sang đông từng đỗ thuyền nơi đây. Tháp cũ đình xưa dựng trên sông Thu, đền hoang mộ cổ trước mấy con lân đá. Bản đồ Thái Bình ghi mấy ngàn dặm, non sông nhà Lý trải 200 năm. Khách thơ nay trở lại đầu đã bạc, hoa mai như tuyết chiếu xuống sông trong. Những vần thơ Trần Quang Khải để lại là những ánh hào quang ghi dấu ấn của một sự nghiệp lớn trong cuộc đời vị thượng tướng nhà Trần, vừa làm thơ vừa đánh giặc.